Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đánh Giá Xe. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một phiên bản Solarity đặc biệt đường độ của hãng Auto Kingdom. Đây là chiếc xe limousine đường độ lại nội thất, theo mình thấy là cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp nha các bạn. Và cái xe này thì chúng ta sẽ cùng nhau để đi vào để xem bên trong nội thất chiếc xe như thế nào. Thì đầu tiên mình nói sơ qua về chiếc xe Solarity này trước. Thì đây là một trong những dòng xe là đang 16 chỗ, đang dài và rộng nhất trên thị trường hiện nay. Và bây giờ chúng ta được đổ lại khoảng 10 ghế. Chúng ta đổ lại 10 ghế thì cái không gian cũng cực kỳ rộng rồi. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi để tham quan về nội thất của chiếc xe này. Đây là chiếc xe Solarity 2019 nha các bạn. Các bạn thấy là kích thước rộng nhất trong phân khúc hiện nay. Dài là 6m195, rộng là 2m038 và cao là 2m76. Và chúng ta có một cái động cơ là 2.4 lít và công suất là 170kW trên vòng quay 3600 và mô men là 422 trên vòng quay từ 1.5 đến 2.5. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem hãng Auto Kingdom Ấn Độ là chiếc xe như thế nào. Đây, các bạn thấy bên trong này thay vì 16 ghế thì chúng ta đã đổ lại là còn 10 ghế các bạn. 16 ghế chúng ta đổ lại 10 ghế rồi. Và như các bạn có thấy vừa bước vào thôi là đã thấy là cái logo Auto Kingdom của hãng đổ xe này là limousine được mạng màu vàng. Và trên cái nền gỗ này, ốp gỗ này thì cực kỳ là sang trọng nhá. Và cái tất cả các viền bao này đã được ốp gỗ và bọc da hết, da màu xám nhìn cực kỳ sang trọng, hợp tông với màu gỗ này. Rồi mình sẽ bước lên để xem cái ghế này có những cái ưu điểm gì nào. Ồ, phải nói với các bạn là cái ghế này ngồi cực kỳ sướng nha. Để mình hướng dẫn sử dụng này. Bây giờ cái ghế này rất là sang trọng nhưng mà không bằng điện nha. Cái này chúng ta chỉ một cơ, kéo này lên, kéo lên. Và cái ghế dưới này chúng ta cũng có thể là kéo cái này lên được. Đây. Và nếu muốn ngả cái ghế ra thì kéo lên. Đấy, nên là chúng ta sẽ có một góc ngồi cực kỳ thoải mái. Đây, đây là qua những cái ghế VIP của xe. Thì chúng ta muốn ngửa lên, chúng ta kéo này lên. Và những bộ phận này đã đều được bọc da hết, bọc da màu xám. Có màu này màu nâu đỏ. Rồi, đây, kéo lên xuống. Đây, đây chiếc ghế của xe. Mình thấy một số dòng xe limousine được đổ lại ghế massage nhưng mà cái cảm giác cái ghế này ngồi thì mình vẫn thích hơn. Da rất là mềm và mịn nhá. Okay. Okay. Bên trong này thì chúng ta có thêm là 7 ghế nữa. Thì mời các bạn sẽ đi xuống đây để xem cái ghế này. Rồi. Đây thường là một cái ghế VIP của xe đây. VIP thường là ghế trong này. Chúng ta có ghế bọc da này, ốp gỗ các bộ phận. Bên trong này chúng ta còn có đèn cá nhân, rồi quạt lưng nữa. Và ở đây chúng ta có một cái cổng, hai cái cổng để cắm sạc điện thoại. Bên dưới này chúng ta có thêm cái cốc để nước. Cốc để nước đây. Mỗi chỗ ngồi đều có một cốc để nước. Sàn thì đã được bọc gỗ các bạn. Sàn gỗ luôn nha các bạn. Sàn gỗ không phải là giả gỗ nữa. Sàn này là sàn gỗ rồi. Sàn gỗ ốp gỗ luôn. Gỗ thật nên là cảm giác rất là sang trọng nha. Rồi phía sau này thì sau này chúng ta có được trang bị là tất cả là thêm 3 hàng ghế cuối và được làm liền nhau, ngồi rất là êm, cực kỳ êm. Và mỗi ghế thì đều có thể điều chỉnh độc lập được các bạn nha. Mỗi ghế này điều chỉnh độc lập được. Cái này có những cái nút tích hợp bằng sau này. Và ghe xe này thì đã được bọc da hoàn toàn rồi. Bọc da hoàn toàn luôn. Mình thực sự là mình quay mấy con limousine nhưng mà con này là mình thấy đẹp nhất đấy. Tất cả là được bọc da lại hết các bạn nhá. Và ốp gỗ. Bọc da ốp gỗ lại. Bọc da ốp gỗ này. Đèn thì đèn kéo ngang nha. Đèn kéo ngang và cái đèn có màu xám đồng bộ với cái tông màu của cái hồng này. Đây những cái nút thông gió thì cũng đã được làm lại màu xám trắng.
và từng ghế ngồi hành khách đều có cái đèn nữa. Rồi để mình quay phía trên cho các bạn xem nha. Mình quay phía bên trên cái trần của xe. Đây, trần của xe. Thì các bạn có thể thấy là nhìn cực kỳ là sang trọng nhá. Thay vì hai cái hộc để đồ bằng nhựa ở đây thì ở đây chúng ta đã được ốp gỗ hoàn toàn rồi, ốp gỗ hoàn toàn. Nhưng mà những cái hộc này không mở được. Theo mình thấy là không mở được. À, mở được, mở được. Ê, à, mở được. Đây, chúng ta để đồ ở đây quá là gọn gàng. Trong này, cái này là cái nỉ gốc của xe nè. Chúng ta có những cái ti thủy lực ở đây. Và cái này là gỗ nha các bạn. Cực kỳ là sang trọng. Bây giờ đẩy lên nữa. Đây, chân của xe thì đã được bọc bằng giả da hết, da may hạt lựu. Và những cái góc này đều có đèn hết các bạn nha. Những góc khe này là đèn. Đây các bạn thấy chân của xe. Đây nữa. Cái này đã được ốp lại bằng inox rồi. Tấm ốp ra nhìn cho nó sáng bóng hơn. Đây, mình mở những cái hộc đồ ra các bạn để thấy này. Hộc để đồ. Ở đây tổng cộng là có 1, 2, 3, 4. 4 cái hộc để đồ như vậy. 6 hộc. 6 hộc tất cả và đều được bọc gỗ hết. Trên trần thì được bọc da. Và đến cảm giác cực kỳ sang trọng. Và dĩ nhiên là một chiếc xe limousine thì không thể thiếu là một cái màn hình TV phía trước. Màn hình này khoảng 24 inch nha các bạn. Màn hình TV này. Đèn màn hình TV. Phía dưới này. Chúng ta sẽ có số phía dưới. Các bạn thấy hàng ghế từ phía sau nhìn lên thì hàng ghế là đều có logo Auto Kingdom hết nha. Limousine. Thiết kế cực kỳ là đẹp. Phía dưới này đối với vách ngăn này thì chúng ta có vách ngăn được ốp bằng da này và gỗ. Có một cái hộc để đồ nhỏ nhỏ ở đây. Có thêm một cốc để nước. Có cổng xài USB cho người ngồi. Bên dưới này chúng ta có một hộc để đồ nữa. Được bọc nhung nha. Gỗ luôn. Xe này chỉ thiếu một cái ghế massage thôi. Hay là bên chỗ hãng này không muốn ta làm một ghế massage. Rồi chúng ta sẽ cùng đi khám phá khoang hành khách này. Để mình xem khoang hành khách đã được hãng độ lại như thế nào. Về cánh cửa trước đi. Thì trái sang phải. Cánh cửa thì mình nhận thấy là không có thêm nút chức năng gì. Bên vô lăng và giữ nguyên. À ở đây. Và xe đã được ốp gỗ. Ốp gỗ và thay màn hình vào đây rồi. Ốp gỗ thay màn hình nha các bạn. Và có thêm một cái cổng, một dây sạc USB nữa. Để đổi để mang ra ngoài. Bên này chúng ta có thêm nào. Không, bên này chúng ta đã không cần sửa đổi gì. Nhưng trên trần này thì có này. Trên trần. Trần xe. Trần xe thì dĩ nhiên như mình nói là toàn bộ xe đã được bọc da hoàn toàn lại nhá. Và đường may hết sức là tinh xảo các bạn có thể thấy. Đường may này. Bọc da hoàn toàn luôn. Ở đây chúng ta có thêm những cái nút điều khiển như tắt mở TV. Có đèn. À, đèn trang trí nữa. Đầy đủ các bạn ạ. Đây các bạn thấy mình quay lại cho các bạn xem. Tổng thể cái xe một cái nữa này. Thì cực kỳ sang trọng. Đó, hàng ghế phía sau. Với 7 ghế cao cấp ở phía sau. Hai ghế tài xế phía trước. Đó. Mình đi lại phía sau xem còn gì để khám phá không nào. À, dưới này. Cái gì đây? Xem nào. Không có nút này chứ nút cả ghế đó. Đây. Hộc để nước và đèn, cổng sạc, mỗi người hai cổng sạc tha hồ mà sạc điện thoại. Đèn. Rồi mình sẽ và các bạn sẽ cùng đi ra phía sau xem nào. Để xem chiếc xe này đằng sau có được trang bị cái tủ lạnh không. Một số xe thì phía sau mình thấy là được trang bị tủ lạnh.
Nhưng chiếc xe này thì không biết thế nào. Em nghĩ là không. Đúng luôn. Chiếc xe này thì được thiết kế kiểu cao cấp, phong cách hơi cổ điển một tí. Cái gam màu các thứ là cái kiểu như vậy á, gam màu bổng cổ. Và cái chất liệu người ta lựa chọn để bọc cho cái xe này, các bạn có thấy này. Đây, như đằng sau này cũng được bọc hết luôn. Vách này chúng ta hoàn toàn được bọc ra ra một lớp đất á. Đó, hoàn toàn bọc hết lại rồi. Phía sau ngả rất thoải mái. Đây, mình quay chi tiết cho các bạn xem. Đây, bọc gỗ hết. Mọi chi tiết làm hết sức sắc sảo các bạn. Không những phía trước mà phía sau nữa. Này con. À, cái này chúng ta có thể lật lên được này. Lật lên chúng ta có thể bỏ đồ vào trong nữa. Khoang này em mình thấy là người ta đã, cái này chỉ khoảng tầm 40 phân nữa thôi ở bên trong. Rồi. Chiếc xe này thì chủ yếu là được tập trung vào cái nội thất và nội thất nhiều. Còn bên ngoài xe thì không có thay đổi gì. Bên ngoài xe không thay đổi gì nhiều cả. Chủ yếu tập trung phần nội thất. Đây, mình quay một vòng xe để các bạn cùng xem nha. Đây, chiếc xe được độ lại từ phiên bản Solati đời 2019, 16 chỗ và độ lại thành 10 chỗ nha. Đối với dòng xe này thì rất phù hợp cho các bạn muốn chở khách hàng VIP của công ty, hoặc là những gia đình nào muốn đi đông cả gia đình đi, và một chiếc xe vô cùng thoải mái. Hoặc là những khách hàng chạy các tuyến chạy dịch vụ hoặc chạy đường dài. Các bạn thấy chiếc xe được độ lại bởi hãng Kingdom này có đẹp không ạ? Thì nếu các bạn thấy đẹp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình nhận xét. Như ý kiến cá nhân của mình thì chiếc xe này tuy là không được trang bị ghế massage, nhưng mà mình cảm giác thấy chất liệu thích cái kiểu cổ điển như vậy hơn, kiểu phong cách trần bọc da là bộ xe và ghế bọc lại. Bên ngoài không thay đổi gì nhiều. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất về những chiếc xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.